No! Hello mọi người, mình đi châu Âu. Cuối cùng sau 2 năm Covid thì bọn mình đã sắp xếp được một chuyến du lịch đi châu Âu. Lần này bọn mình sẽ đi du lịch 20 ngày, 4 nước và 9 thành phố. Đây cũng là lần đầu tiên bọn mình xuất ngoại trong vòng 2 năm, vậy nên là cũng rất là hồi hộp. Và trong cái video này thì mọi người cùng bọn mình ngồi 13 tiếng trong máy bay để sang Paris nha. Thật sự là không có một lời nào để mô tả được cái sự vui mừng của bọn mình đi được châu Âu lần này. Và đây là lần đầu tiên bọn mình đi ra nước ngoài sau dịch Covid. Sau khi check-in thì bọn mình đã vào lounge ăn nhẹ một chút vì sáng giờ mải soạn đồ, vậy nên là quên ăn luôn. Đồ ăn ở đây thì mình thấy khá là đa dạng, cơm thì mình thấy ngon, còn mì thì tạm được. Cũng sắp tới giờ bay rồi, vậy nên là bọn mình di chuyển qua cửa khởi hành. Em ơi, lịch trình của mình như nào đây? Ngồi sân bay rồi không biết lịch trình như thế nào. Mình tới. Và lúc này thì đã có một bạn fan qua xin chụp ảnh. À ok. Ok. Đây em ngồi vào đây. Đây ngồi vào đây. Ngồi giữa luôn. Selfie. Ok, anh cầm máy. Pháp à? Đợt này là bọn mình sẽ đi Pháp này. Và sau đấy bọn mình đi Thụy Sĩ. Yeah. Và sau đấy bọn mình đi Tây Ban Nha. Yeah. Và sau đấy mình gặp chị gái của anh ở Ý. Rồi, hiểu được chưa? Ok. Em thích đi nước nào nhất? Em thích đi Ý. Anh thích đi Ý. Vì Pháp, Thụy Sĩ thì đi rồi. Ý trước chỉ đi mỗi một ngày thôi nên là cảm giác chưa đủ. Và Ý thì cũng muốn khám phá thêm cái vùng Rome. Trước là em chỉ đi Milan thôi, đi kiểu shopping Milan một ngày cơ. Anh thì thích đi ra được shopping. Hỏi mừng nhất chuyến đi này là gì, bảo là cuối cùng được tiêu tiền. Tiêu tiền. Tại vì là bao nhiêu năm làm việc, cóp tiền, chăm chỉ cũng chẳng đi đâu mấy. Chẳng tiêu được ở đâu. Chẳng tiêu được ở đâu. Vậy là cũng tới giờ bay rồi, đợt này bọn mình bay hạng thương gia của Vietnam Airlines. Đây là chuyến bay thẳng từ Hồ Chí Minh tới Paris. Anh ngồi xa thế. Gần mà, tí em trèo qua đây. Lâu lắm rồi mới phải ngồi xa người yêu thế này. Vừa lên máy bay thì bọn mình đã được phục vụ nước. Bọn mình đã chọn champagne để ăn mừng chuyến đi này luôn. Sau đấy thì bọn mình đã được nhân viên phát menu để tham khảo bữa tối ngày hôm nay. Menu ở đây thì cũng khá là đa dạng, và đây là bọn mình quyết định mỗi người gọi một món khác nhau để còn có thể thử của nhau nữa. Giờ thì cùng mình unbox một số đồ trong chuyến bay này nha. Đầu tiên là một đôi dép để có thể đi trong máy bay. Tiếp theo là một cái gối và một cái chăn. Giờ thì chúng mình mở cái túi này nha. Trong đấy thì sẽ có một đôi tất, một lọ kem dưỡng da. Không khí trên máy bay rất là khô, vậy nên đây là một cái cực kỳ cần thiết. Tiếp theo là một chiếc son dưỡng và cái bịt tai cho đỡ ù, nhưng mà mình đang nghe nhạc bằng AirPods rồi. Cái này thì mọi người có thể dán lên để tiếp viên hàng không có thể biết có nên gọi bạn dậy ăn hay không. Tiếp theo là một cái lược, nhà mình có rất nhiều cái lược này của Vietnam Airlines rồi. Tiếp theo là cái bịt mắt, nhưng mà mình không bao giờ dùng tới cái này vì mình rất sợ bóng tối. Vậy nên là khi nào cũng phải có một chút đèn mới đi ngủ được. Và cuối cùng là bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Vì chưa thấy buồn ngủ, vậy nên là bọn mình đã quyết định xem phim một chút. Với cũng sắp được ăn tối rồi, vậy nên là quyết định ăn xong rồi ngủ một mạch luôn. Khổ nỗi mình mới làm một bộ nail dài vẫn chưa quen nên là ấn mãi không mở được cái tivi. Bóng già. Nên thôi phải nhờ anh Đạt mở hộ mình. Merci chérie, cảm ơn anh yêu. Đang định chọn phim để xem thì đã tới giờ ăn tối rồi. Đầu tiên thì tiếp viên sẽ mang ra cho mình một cái khăn ấm để bọn mình lau tay. Sau đấy thì sẽ giải một cái khăn lên bàn. Cảm giác như trong nhà hàng sang chảnh. Món khai vị thì anh Đạt đã đặt bánh tôm, bò ướp xả quần lá lốt và salad xoài, kèm thêm một ly rượu vang đỏ để lát ngủ cho ngon, và hai lát bánh mì bơ tỏi. Mình thì gọi cá tẩm gia vị, salad rau và nước táo. Suất ăn của mình thì còn có thêm một bánh cheesecake cùng mứt dâu. Vẫn là câu chuyện móng dài chưa quen, vậy nên là cái này cũng không mở được. Không biết đi chơi 20 ngày thì mình sẽ sống sao với cái bộ móng này. Cuối cùng thì cũng mở được rồi, rồi thì bọn mình sẽ thử đồ ăn nha. Mình đã quệt bơ lên bánh mì và cho cá hồi xông khói lên. Ngon dã man luôn mọi người. Giờ thì sẽ cho anh Đạt thử một miếng. Đây là khuôn mặt của mình khi biết mình đã chọn món ngon hơn. Mình rất thích ăn mấy cái kiểu rau củ nướng như này luôn ấy. Giờ thì mình sẽ thử món tráng miệng của anh Đạt. Anh ấy đã gọi chè bưởi. Thường thì mình không thích ăn chè lắm, nhưng mà để xem ở đây có ngon không.
quy lại thì mình vẫn không thích ăn chè cho lắm. Món tráng miệng của mình hóa ra là bánh cheesecake chanh cùng mứt dâu. Mình rất thích vị của cái bánh này vì với sự kết hợp của chanh thì bánh này nó không bị ngọt và cũng không bị ngậy quá. Thấy hấp dẫn quá nên là ăn tráng miệng trước cả món chính luôn. Chị tiếp viên đã mang ra cho mình món chính. Nhìn rất chi là hấp dẫn vì lúc đầu mình gọi mình tưởng đấy là mì khô. Đến anh đặt đang ăn còn phải ngó qua xem vì nhìn món này rất là hấp dẫn. Món chính hôm nay thì mình đã gọi mì Sài Gòn, tôm và thịt heo. Còn anh Đạt thì gọi thịt vịt nướng cùng cơm rang. Cá nhân mình thấy thì hai món rất là ngon và đậm vị. Thật ra là mình bị dị ứng tôm nên chỉ dám ăn một con thôi, chứ không nếu ăn nhiều quá là sẽ bị nổi ngứa. Thường trên máy bay thì mình rất thích ăn những cái gì nó ấm và có nước như cốc mì tôm. Mà hôm nay có món này rồi, vậy nên là chắc lát khỏi gọi mì tôm luôn. Nói chung là cũng rất ngon nhưng mà cũng rất no rồi, vậy nên là bây giờ mình sẽ đưa cho anh Đạt để anh ấy ăn hộ. À, nếu mà mình lỡ gọi một món mà không ưng ấy thì bên tiếp viên sẽ có thay đổi cho mình một món khác nha. Sau khi ăn tối thì chị tiếp viên hàng không đã qua giải chỗ cho mình nằm. Và giờ thì mình sẽ đi đánh răng và skincare. Cứ mỗi lần nào mà bay đường dài mà quên skincare ấy, thì y như rằng sẽ mọc vài cục bụi. Thường thì không khí trên máy bay rất là khô, vậy nên là mình sẽ tẩy trang, rửa mặt sạch và dưỡng ẩm. Không biết mọi người như nào chứ mình cực kỳ ám ảnh cái tiếng xả nước trong máy bay. Hồi nhỏ cứ mỗi lần ấn là phải bịt tai ngay luôn. Giờ thì mình sẽ sát khuẩn tay và đắp mặt nạ. Mình sử dụng mặt nạ cấp ẩm chuyên sâu của Dermalmatrix. Cái này đắp thì chỉ cần tháo ra khi lúc nó thật khô rồi, vậy nên là có thể đắp cả đêm. Dưỡng da mặt xong rồi thì bây giờ mình sẽ dùng cái tiếp kem vừa nãy được phát ở trong túi cá nhân để dưỡng da body. Và xuyên đánh rơi chai nước. May là chai nước đã đóng. Giờ thì bọn mình sẽ xem phim trước khi đi ngủ, và bộ phim bọn mình đã chọn là I Gravi Mitatsu, The Imitation Game. Một điều mình rất thích ở đây là phim nào cũng có lồng tiếng Nga nên cũng sẽ không cần bật sub để đọc. Mình thấy bộ phim này rất là hay vì sự kiện của bộ phim này diễn ra trong thời chiến tranh và dựa trên câu chuyện có thật. Tạm thời thì mình sẽ xóa những ảnh và video cũ để khi lúc sang châu Âu mình có dung lượng để chụp ảnh mới và quay video mới cho mọi người xem. Lúc này thì cả hai đều buồn ngủ rồi, vậy nên là vừa xem và chuẩn bị ngủ luôn. Chào buổi sáng mọi người, bọn mình đã ngủ được tầm 6 tiếng rất là ngon và bây giờ sẽ dậy để ăn sáng. Thực đơn hôm nay thì bọn mình có bánh quiche, bacon và rau, kèm thêm ngũ cốc trộn cùng sữa chua, hoa quả và nước ổi. Bánh quiche này thật chất ra là bánh nướng cùng cá hồi, trứng và rau. Mình thấy cũng khá là ngon. Mình đã gọi thêm một croissant và một Danish pastry để ngồi uống trà và xem nốt phim. Hôm qua mình mới xem được một nửa bộ phim mà ngủ gật mất, vậy nên là bây giờ sẽ xem nốt. Sắp tới giờ hạ cánh rồi, vậy nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu trang điểm vì khi tới Paris, bọn mình phải đi chơi tận 7 tiếng rồi mới được về khách sạn check-in. Đang trang điểm thì có một anh tiếp viên hàng không qua gửi cho mình cái tờ giấy này. Cả tổ bay trong chuyến đi này đã gửi cho bọn mình một chiếc thư tay cực kỳ dễ thương luôn đấy. Thật sự mình đọc xong mình rất là cảm động. Cảm ơn tổ bay VN11 ngày 2 tháng 8 bay từ Sài Gòn qua Paris nha. Còn thanh niên này ăn sáng xong lại đi ngủ thêm một giấc. Cảm giác chuyến bay lần này trôi qua rất là nhanh luôn đấy mọi người. Tổng là bay 13 tiếng nhưng mà vì ngủ tầm 6 tiếng rưỡi rồi nên là cảm giác rất là nhanh. Bây giờ thì bọn mình chuẩn bị hạ cánh tới Paris. Và khi hạ cánh thì bọn mình sẽ phải vật vờ trong thành phố tới 2-3 giờ chiều. Tức là gì cái chuyến bay này nó lâu hơn bọn mình cánh vào lúc tầm 1-2 giờ để về khách sạn luôn. Anh Đạt mới ngủ dậy và nên là bây giờ mới thấy lá thư mọi người gửi. Em đang làm gì đây em? Em đang gỡ rối dây chuyền. Có rất là nhiều thời gian thôi, làm cái gì thì làm. Mình đã bỏ cuộc rồi, bây giờ anh ta đang giúp mình gỡ cái này ra. Em nghĩ anh có làm không? Em nghĩ có, em tin vào anh. Anh
Bọn mình đã hạ cánh tới Paris và bây giờ đang đi ra lấy hành lý vừa qua cửa khẩu rồi. Cái sân bay ở đây họ rất là to luôn mọi người. Nói chung là phải đi bằng cái tàu để ra một cái tòa khác để nhận vali. Nhưng mà mình cũng rất là mừng, thật sự là cũng không tin nổi là bọn mình đã bước chân tới Paris. Tuy là giờ mới có 7 giờ sáng thôi. Và bọn mình sẽ giờ về khách sạn để hành lý và kiếm nơi ăn sáng và đi dạo trong phố Paris. Cuối cùng là đã kết thúc chuyến bay này. Chuyến bay rất là tuyệt vời, ngủ rất là ngon, ăn rất là ngon. Và đây cũng là cái kết thúc của cái video 13 tiếng trên máy bay của mình như thế nào. Cảm ơn Vietnam Airlines và tổ bay về một cái trải nghiệm rất là đẹp. Và bây giờ bọn mình sẽ tiếp tục với một chiếc vlog ở Paris trong video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người. See ya.